Rồi. Đi từ ngoài vô ăn sao chú Lương? Chú Quảng đi từ ngoài vô không? Ờ à, đứng đi từ đó vô từ từ ha. Từ vô giữa ha như thế. Điểm dừng là ngay giữa vòng cung phải không? Phạm vi giữa đó. Đi tới cái vách. Đi tới vách đèn đó, ê vách đỏ đó. Vô tới cái vách đỏ, vách gạch đỏ đó nha. Đây. Đó, cửa sổ dưới này. Đó bạn phải có ừ. Đây. Ừ, cho nó tắt tắt. Gần đây hay là bên giữa này? Đúng rồi. Phía sau cửa sổ màu đen, áo không cũng màu đen nữa đó, nên là đi xích lại chỗ mới gặp xíu. Một hồi các bạn đổi chỗ khác. Hai chỗ hả? Rồi lên nhạc chưa? Yay!